Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ một chủ đề, nhưng mà để chúng ta có thể bắt đầu thì tôi muốn nói như sau. Đau khổ hay bất hạnh? Có lẽ tôi phải được gọi là ông mục sư đau khổ và bất hạnh, bởi vì hội thánh của tôi rất hay giảng về chủ đề này. Là điều mà có lẽ chúng ta không ai mong muốn xảy ra trong cuộc đời của mình, có đúng không ạ? Ai mong muốn giơ tay? Chẳng thấy ai giơ tay cả, ai cũng thích sướng, không ai thích khổ. Nhưng mà dù muốn hay không, dù ít hay nhiều, thì chúng ta sẽ phải có những lúc đối diện với thử thách và khó khăn. Và thậm chí là phải chịu khổ, chịu bất hạnh, chịu hoạn nạn. Vậy Kinh Thánh có dạy chúng ta điều gì trong những hoàn cảnh phải chịu khổ không? Trong sự bất hạnh của mình, chúng ta thường nghe thấy tiếng kêu gào của con người: ôi trời ơi, sao tôi khổ thế này? Trong cơn bi kịch tột cùng của loài người tưởng như kéo dài vô tận, thì con người luôn luôn xuất hiện một câu hỏi: tại sao tôi lại khổ? Mà nói thật, nếu khổ vì mình biết là lý do tại mình thì cũng vẫn khổ, nhưng mà sẽ cảm thấy đỡ khổ hơn. Mà mình khổ lại không phải do mình, do bố mẹ mình thất bát, kinh doanh vỡ nợ, mình phải khổ. Do mình bị mấy ông anh bán sang Ai Cập. Và đó chính là câu chuyện ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em về một người phải chịu khổ mà không phải do lỗi của mình. Và chắc chắn rồi, Kinh Thánh không chỉ nói về những điều tốt đẹp. Kinh Thánh không chỉ nói về những tấm gương xuất sắc, xuất chúng, những con người yêu mến Chúa, nhưng mà nói cả về những thất bại, những sự phản bội. Và Joseph đã đối diện với những điều này như thế nào? Chắc hẳn chúng ta cũng cần phải thành thực với nhau rằng chúng ta đừng lãng mạn hóa Kinh Thánh, bởi vì Kinh Thánh rất chân thực. Kinh Thánh là lời Chúa nên Kinh Thánh không nói dối. Vì thế chúng ta có thể tin cậy vào Kinh Thánh. Mọi điều xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, dù tốt hay xấu, dù hạnh phúc hay khổ đau, trong cách nhìn hữu hạn, tôi đang muốn nhấn mạnh đấy là cách nhìn hữu hạn của chúng ta, đi chăng nữa thì cũng làm ích cho người yêu mến Đức Chúa Trời. Và bây giờ tôi sẽ nói về tấm gương Joseph, xin có thể chiếu giúp hình ảnh của một anh chàng rất đẹp trai. Tôi lấy ở trên mạng thôi, còn tôi không biết Joseph trông như thế nào, bởi vì Kinh Thánh có mô tả lại về người này. Xin nhờ ban kỹ thuật. Vâng, đẹp trai không ạ? Vâng, tôi cứ cho là đẹp trai như thế này và thực tế là trông như thế này đi. Chúng ta thấy vẻ đẹp bên ngoài không nhất thiết tỷ lệ nghịch với phẩm chất bên trong. Đây là lời khẳng định đầu tiên của tôi. Vậy nên nếu đẹp trai xinh gái thì hãy cứ đẹp trai xinh gái. Đừng biến mình thành người xấu, đã xấu người lại còn xấu cả nết thì không được. Vậy nên hỡi các bạn đẹp trai xinh gái, hay nếu mà bạn được Chúa ban cho bề ngoài đẹp thì hãy biết đó là một lợi thế. Và tôi muốn nói tại sao tôi lại gọi đây là lợi thế. Trong một bài viết của tạp chí Forbes có tiêu đề là người hấp dẫn về ngoại hình có lợi thế lớn trong phỏng vấn xin việc, thì có viết như sau: những người hấp dẫn về ngoại hình có lợi thế trong việc tìm kiếm việc làm và thăng tiến trong sự nghiệp. Một nghiên cứu của Đại học Buffalo đã xác nhận sự thật này. Có nghĩa nếu bạn đẹp, bạn dễ có quyền lắm. Một nghiên cứu của Đại học Harvard trước đây cũng đã xác nhận những người lao động có sắc đẹp hay là ngoại hình trên mức trung bình sẽ kiếm được nhiều hơn khoảng 10 đến 15% thu nhập so với những người lao động có nhan sắc dưới mức trung bình. Xin chúc mừng tất cả hội thánh vì mọi người đều đẹp. Và theo báo cáo đăng trên Polish Domestic vào năm 2014 thì quy mô của thị trường mỹ phẩm Hàn Quốc là khoảng 16 tỷ đô. Doanh số sản xuất của các công ty là khoảng 9 tỷ đô. Như vậy chúng ta thấy rằng thị trường về ngành thẩm mỹ là luôn luôn có chỗ cho anh chị em. Bởi vì đây là một cái sự thật, chúng ta không nên phủ nhận nó bằng những cái lý lẽ thuộc linh, bởi vì nó là một sự thật về con người. Đức Chúa Trời nhìn bề ngoài, trong lòng, còn con người thì nhìn bề ngoài. Vâng, nếu mà các bạn nghĩ rằng mình xấu thì giơ tay. Tôi không thấy ai nghĩ là mình xấu. Nên tất cả chúng ta ở đây đều đẹp. Nhưng mà nói như vậy thì cũng không có nghĩa là sẽ không có cơ hội cho những người mà thấy rằng mình chưa đẹp đâu. Bây giờ chuyển lại chủ đề chính, tôi xin báo cho những người vừa nghĩ rằng mình đẹp một tin buồn. Đó chính là hình ảnh của anh Joseph quay lại. Đấy là đẹp trai, xinh gái không khiến cho bạn thoát khỏi đau khổ. Tôi nhắc lại, ngoại hình không có liên quan gì đến đau khổ cả. Đau khổ nó không chừa một ai. Bất kể bạn đẹp hay xấu, bạn nghèo hay giàu, bạn thậm chí là nghèo hay giàu, thậm chí là quyền cao chức trọng hay là một người bình dân thì bạn vẫn có thể phải đối diện với đau khổ. Và tôi muốn chiếu cái ảnh timeline về cuộc đời của Joseph để tóm tắt câu chuyện này.
Xin lỗi vì tôi không dịch ra được tiếng Việt ở trên cái slide này. Nhưng mà về cơ bản thì ông này 17 tuổi, đang rất là đẹp trai, xinh gái giống như mấy cái bạn ngồi bên góc này, thì bị mấy ông anh rất là tử tế, không giết là rất tử tế, và ném xuống hố, sau đó thì lại bán cho mấy người tay buôn và sang Ai Cập làm nô lệ. Và thế là anh ta bắt đầu cuộc hành trình du học 13 năm mà không cần visa, cũng không cần giấy tờ, bởi vì anh ấy trở thành nô lệ nên chỉ cần một cái giấy bán nô lệ là xong. Và sau đó thì anh được làm nô lệ ở trong nhà của Potiphar. Và chúng ta thấy rằng là ngay từ 17 tuổi, Joseph đầu tiên, xin có bác chị em lưu ý với tôi, 17 tuổi đã phải trải nghiệm sự phản bội. Không ai trong chúng ta thích cái cảm giác này, đó là bị phản bội. Sau đó là vào nhà Potiphar, được thăng tiến làm quản gia, thì bị bà vợ Potiphar vu khống, sau đó bị bỏ tù. Sau đó vào tù, cuộc đời sao mà nó lại còn lắm nấc thang thế không biết được. Đã làm nô lệ thì chớ lại còn bị bỏ vào tù trong thân phận của một người Hebrew ở tại Ai Cập. Và sau đó thì ông ấy lại tốt. Ở trong nhà Potiphar ông ấy làm rất giỏi, nên ông ấy được là người quản gia chính trong nhà, rất được tin cậy. Vào tù lại được lên làm trưởng tù. Anh chị em thấy có một số người rất giỏi, đi đâu cũng làm trưởng, không làm phó. Ông này làm trưởng. Tôi không ám chỉ đến ai cả, tôi chỉ đang nói là ông này rất giỏi. Và thường người giỏi sẽ làm trưởng anh chị em ạ, cái đấy là đương nhiên rồi. Và sau đó vào năm 28 tuổi thì ông này có giải mộng cho hai ông quan, một ông gọi là tiểu chánh, một ông là thượng thiện. Và sau đó thì một ông chết và một ông được phục chức, nhưng mà tiếp tục hai ông này lại hứa bằng cái mồm và cái miệng. Xin lỗi dùng từ cái mồm hơi bất kính một tí. Nhưng hai ông này đã hứa nhưng không thực hiện trong 2 năm, và sau đó phải xảy ra chuyện thì ông mới nghĩ đến Joseph. Và như vậy chúng ta thấy rằng làm thế nào để biết về một phẩm chất của một con người. Nếu như cuộc đời mà lúc nào cũng như nhau, nếu mà xe đua công thức 1, xe đua Porsche 911, Ferrari mà đua trên đoạn đường thẳng, chưa biết xe nào hơn xe nào. Nhưng mà cuộc đua công thức 1 thì thường các tay đua sẽ thắng nhau ở khúc cua, chứ không phải thắng nhau ở khúc đi thẳng. Xin các bác chị em hãy nhớ. Vậy nên biến cố xảy ra trong cuộc đời của bác chị em là khúc cua. Giai đoạn này đang là khúc cua của thị trường, giai đoạn này đang là khúc cua của kinh tế. Và đây là cơ hội để anh chị em sẽ vươn lên. Tôi sẽ nói kỹ về điều này sau. Và bây giờ tôi sẽ nói về sự khôn ngoan của Joseph. Tôi sẽ đọc các câu kinh thánh để anh chị em biết những điều tôi vừa mới trình bày. Không có lại bảo tôi bịa ra câu chuyện này. Trước khi trở thành thể tướng, Sáng Thế Ký chương 39 chép như sau. Joseph ở trong nhà chủ mình là người Egypto, được Đức Giê-hô-va phù hộ nên thạnh lợi luôn. Chủ thấy Đức Giê-hô-va phù hộ chàng và xui cho mọi việc chi chàng làm nơi tay đều được thịnh vượng. Vậy Joseph được ơn trước mặt chủ mình. Chủ cắt chàng hầu việc, đặng cai quản cửa nhà và phó của cải mình cho chàng hết. Anh chị em thấy không ạ? Nếu mà bạn trung tín, đáng tin, tài giỏi thì bạn sẽ được nhiều người giao tiền vào tay của bạn. Từ khi người đặt Joseph cai quản nhà cửa hết thảy của cải mình rồi, thì Đức Giê-hô-va vì Joseph ban phước cho người, sự ban phước của Đức Giê-hô-va bủa khắp mọi vật của người làm chủ, hoặc trong nhà hoặc ngoài đồng, người giao hết của cải của mình cho Joseph coi sóc, chẳng lo đến việc nào nữa, trừ ra các phần vật thực mình ăn mà thôi. Và Joseph hình dung đẹp đẽ, mặt mày tốt tươi. Đây là lý do tại sao tôi chọn một tấm hình rất đẹp trai. Sau các việc này, vợ chủ đưa mắt cùng Joseph mà nói rằng, hãy lại nằm cùng ta. Chàng từ chối và đáp rằng, chủ đã giao nơi tay tôi mọi việc, mọi vật của người, và này chủ chẳng lo đến chi việc trong nhà này nữa. Trong nhà này chẳng ai lớn hơn tôi, và chủ cũng không cấm tôi chi, trừ ra một mình ngươi, vì là vợ của chủ tôi. Thế nào tôi dám làm cái điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? Thường ngày người dỗ dành mặc dầu, Joseph chẳng khứng nghe lời dụ dỗ nằm cùng hay là ở cùng người chút nào. Các anh chị em có biết là trong Kinh Thánh có nói về những con người đầy dẫy Đức Thánh Linh? Thì những con người trong Cựu Ước mà không nói tiếng lạ mà đầy dẫy Thánh Linh thì tôi biết có hai người, đó là Joseph và Bezalel. Ít nhất là hai người đó là tôi biết. Vậy đây anh chị em ạ, nói tiếng lạ là dấu hiệu của việc được đầy dẫy, được báp tem Đức Thánh Linh. Nhưng mà chưa nói tiếng lạ hoặc không nói tiếng lạ chưa chắc đã không được đầy dẫy Thánh Linh. Nên đừng vội nói những người khác, những hội thánh khác rằng họ không nói tiếng lạ là họ không được đầy dẫy Thánh Linh. Thưa anh chị em, đây là một điều chúng ta cần lưu ý. Chúng ta tin vào sự hiệp nhất của các hội thánh và chúng ta cũng hãy xây dựng sự hiệp nhất ấy. Tôi đọc tiếp câu 11. Một ngày kia Joseph vào nhà làm công việc, chẳng có người nào ở đó. Nghe câu này đã thấy sai sai rồi. Thì người bèn nắm áo chàng mà rằng, hãy nằm cùng ta. Nhưng chàng tuột áo để lại trong vòng tay người mà trốn ra ngoài. Khi người thấy áo còn lại nơi tay mình và chàng đã chạy trốn ra ngoài, bèn gọi người nhà và nói rằng, bách coi, họ khéo đem vào nhà một thằng Hebrew để chọc kẹo ta. Nó lại gần toan nằm cùng ta, nhưng ta la lớn lên, vì vừa khi nghe ta cất tiếng la thì tuột áo lại bên ta chạy trốn ra ngoài. Người bèn để áo Joseph bên mình đợi chủ nhà về, học lại cùng y chủ lời chủ như trước, rằng thằng nô lệ Hebrew mà kéo đem về nhà ta đã đến chặn
chọc ghẹo tôi, nhưng khi tôi cất tiếng la lên, nó tuột áo lại bên tôi rồi trốn ra ngoài. Đời đã khổ. Tưởng sướng được một ít ngày thì lại khổ tiếp. Anh chị em, nên đây là tai họa không phải do ông ấy gây ra. Đây là lần thứ hai bị vu khống. Lần đầu tiên là bị phản bội, đây là lần bị vu khống. Sau đó Joseph bị ném vào tù. Và cô bác, anh chị em biết, khi tôi đọc đến đoạn này tôi phát hiện ra một điều. Nếu Joseph phạm tội của bà này, chắc chắn cũng sẽ vào tù. Hoặc nhẹ thì vào tù, còn nặng thì bất mạng. Có đúng không nhỉ? Nếu Joseph phạm tội của bà này thì cái hôm đó thì chưa bị vu khống đâu. Nhưng mà chắc là về sau Potiphar sẽ phát hiện ra cái vụ việc này. Và chắc chắn Joseph sẽ bất mạng. Chắc chắn sẽ không toàn mạng mà vào tù đâu chị em ạ. Nên sau khi mà chúng ta quan sát cả hai tình huống, hai khả năng xảy ra, thì Joseph vào tù là một kế hoạch của Đức Giê-hô-va. Có đồng ý với tôi không ạ? Như vậy Joseph, trong cuộc đời của Joseph chắc chắn sẽ có một chương đi tù. Chào con đến với trường học của ta. Đầu tiên là bị bán làm nô lệ, thứ hai là chắc chắn con sẽ đi tù, con được lên lớp. Cái lớp này hơi khó học chú ạ. Nhưng các anh chị em ạ, rất dễ đời chúng ta bị lên lớp mà chúng ta không biết. Được đi du học mà anh chị em không biết. Du học đâu có nhất thiết là phải bay sang trời Tây đâu. Đôi khi bị ném vào cái hoàn cảnh khó khăn, cái là mình thành du học luôn. Và bây giờ vào trong ngục, tiếp tục được thăng tiến. Chủ ngục giao hết kẻ tù trong tay Joseph công việc chi làm. Qua khỏi được tay chàng, chủ ngục chẳng soát lại những việc tay nơi Joseph, vì có Đức Giê-hô-va phù hộ chàng, xui cho việc chi chàng làm đều thịnh vượng. Ông này vào tù cũng lại được thăng tiến. Nên các anh chị em ạ, nếu như bây giờ đang đau khổ, đang bị hoạn nạn, thì cũng hãy cố gắng để thăng tiến như Joseph. Ít nhất là đó là điều mà chúng ta có thể làm được. Và điều này càng khẳng định rằng hoàn cảnh không thể vùi dập được tài năng của chúng ta. Tôi khẳng định lại, hoàn cảnh không vùi dập được tài năng của chúng ta. Mà trong cơn tối tăm, đêm trường của đau khổ, tài năng của bạn sẽ sáng chói như Joseph. Và đừng bao giờ coi thường những ngày nhỏ mọn, vì bây giờ chuẩn bị đến bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời Joseph. Sachari chương 4 câu 10 có nói như sau: vì ai là kẻ khinh rẻ những ngày của những điều nhỏ mọn. Các anh chị em ạ, chúng ta rất hay nghĩ rằng một chút tiền không sao, một chút tiền mà lấy từ trong túi của Chúa thì mình tương lai sẽ trở thành Judas Iscariot. Một chút nói dối không sao, rồi ngày mai nói dối cả ngày, không biết là mình đang nói dối hay nói thật. Não của mình cũng không nhận thức ra là mình đang nói dối. Nên các anh chị em hãy thận trọng với những điều nhỏ. Ngay từ bây giờ hãy trung tín với những điều nhỏ. Là nô lệ, Joseph trung tín đến nỗi được giao tất cả mọi việc. Nên không phải là bạn không có cơ hội trong vị thế của mình, trong vị trí của mình đâu. Có lẽ là chúng ta cần phải trung tín, đáng tin và tài giỏi hơn, quản lý giỏi hơn. Khi vào ngục, người ta cũng không cần kiểm tra, nhưng mà vẫn thấy rằng việc được chạy, việc được ổn. Có nghĩa là cũng rất đáng tin. Đây chị em ạ, hãy là người đáng tin. Nếu như ngày hôm nay mục sư Nhượng giao cho tôi đứng lên đây mà tôi lại 3:30 mới đến, thì chắc là tôi đã thành một người không đáng tin, thưa các bác chị em. Nên hãy là một người đáng tin. Tôi có một đặc điểm là tôi rất đúng giờ. Nên nếu như tôi mà bị có cảm giác đi muộn, vợ tôi bảo anh phóng như là bị điên ở ngoài đường. Nên đấy cũng là một cái hạn chế của tôi, bởi vì tôi rất tôn trọng thời gian và tôi cố gắng bằng hết sức để không vi phạm vào điều này. Bây giờ tôi sẽ nói đến hai điểm. Và đây mới chính là phần thân bài của ngày hôm nay. Mở bài rồi bây giờ đến thân bài. Phần thân bài sẽ có hai phần. Đấy là phẩm chất và tài năng của Joseph. Tôi phát hiện ra là chúng ta không thể tách rời hai cái điều này khỏi Joseph. Chúng ta thì thường nghĩ rằng thôi, anh ấy nghèo, anh ấy khổ, nhưng mà anh ấy tốt. Anh kia không tốt, anh kia lươn lẹo, nói dối, nhưng mà anh ấy đẹp trai mà lại còn khôn nữa. Anh ấy lừa người ta giỏi lắm. Anh ấy là kẻ lừa đảo. Chúng ta chọn anh nào trong hai anh? Chọn anh kia thì có vẻ có nhiều tiền. Chọn anh này thì có vẻ tốt đấy, nhưng mà hơi khù khờ, không được khôn lắm. Nhưng mà câu trả lời của tôi đây là hãy chọn cái anh như Joseph. Và nếu các bạn trai mà muốn là ứng cử viên trong mắt của nhiều cô gái thì hãy là Joseph. Và bây giờ tôi sẽ cố gắng để tách hai cái phẩm chất này của Joseph là tài năng và phẩm chất. Và bây giờ tôi sẽ đọc một cái đoạn viết của tiến sĩ Erling Schatz trong cái tác phẩm, trong cái cuốn sách Joseph in Egypt ở phần 3, chương 3. Và đây là một cái bài viết ông ấy đăng trong Hiệp hội Nghiên cứu Kinh Thánh, ông có viết như sau. Nhờ giải thích giấc mơ của Pharaoh, tôi muốn nói một chút sơ qua về cái giấc mơ như thế này để cho những anh chị em chưa tiện theo dõi. Tóm lại, ông vua có một cái giấc mơ. 7 con bò béo lên trước, 7 con bò gầy lên sau, sau đó là 7 bó lúa mập và sau đó là 7 bó lúa lép. Ông ấy rất là trằn trọc và ông ấy không biết là phải giải quyết cái giấc mơ để như thế nào. Và sau đó thì có một cái vị quan nhớ ra rằng có một cái người giải mộng là người Hebrew ở trong tù, và người này có khả năng giải mộng rất chính xác. Thì ông ấy đã chứng kiến điều đó. Và ông ấy đã tiến cử Joseph. Và tôi muốn nói lại một lần nữa này anh chị em, tài năng sẽ tiến cử anh chị em đến ngôi vua.
Hỡi các bạn trẻ, hãy học cho giỏi vào. Muốn được tiến cử đến ngôi vua, nên nếu được tiến cử, muốn được tiến cử đến bộ trưởng, hãy học giỏi vào. Còn không học giỏi thì có bon chen cũng không có cái chức nào ở trong cái chỗ đấy đâu. Joseph đã được tiến cử, nên hãy cố gắng học giỏi để trở thành người được tiến cử, chứ không phải bởi bon chen. Bởi vì thực ra cái chỗ đó cũng không thể bon chen được, vì có rất nhiều việc cần giải quyết. Tóm lại, Joseph giải thích rằng là sẽ có 7 năm được mùa và 7 năm mất mùa kế tiếp. Như vậy một giai đoạn 14 năm, đây là một chiến lược trong giai đoạn 14 năm về mặt kinh tế, xã hội, chính trị và tài chính, cả về dân sự nữa, một lát nữa tôi sẽ giải thích. Giai đoạn 14 năm này sẽ cần phải làm gì? Joseph đã đưa ra giải pháp, đó là hãy tích trữ 20% lương thực, tức là 1/5 lương thực trong những năm được mùa, cất vào kho tàng và sau đó để lưu giữ trong những cái năm đói kém, phòng khi đói kém để có vật thực cho cả Ai Cập và thậm chí cả những nước xung quanh. Đây các bác chị em ạ, bài học đầu tiên sau khi mà nghe tôi kể câu chuyện này ấy, thì chúng ta phải trả lời một câu hỏi, đấy là chúng ta có tiền tiết kiệm không? Bởi vì chúng ta không biết bao giờ sẽ là giai đoạn khó khăn. Chúng ta không biết bao giờ bố mình, mẹ mình sẽ phải nhập viện. Chúng ta không biết bao giờ chính chúng ta sẽ mất sức lao động. Vậy nên hãy chuẩn bị cho những ngày khó khăn ngay từ bây giờ. Kể cả chúng ta không có giấc mơ siêu nhiên thì hãy có tiết kiệm. Bởi vì tiết kiệm sẽ giúp chúng ta thoát khỏi những hoàn cảnh rất bi đát. Và tôi cho rằng rất nhiều người ngày nay bị đau khổ là bởi vì họ đã không có tiền tiết kiệm. Họ đã phải đi vay xã hội đen, họ đã phải làm rất là nhiều cái việc không đúng đắn. Và họ đã phải đưa ra những cái deal, những cái thỏa hiệp, thỏa thuận không có lợi về mặt tài chính để có thể giải quyết những cái nhu cầu của mình. Vậy nên tiết kiệm là một cái bước đệm, là một cái vùng đệm để chúng ta sẽ không bị khổ sở trong những ngày khó khăn. Và rồi bây giờ tôi sẽ đọc cho anh chị em cái giải thích của ông Charles này, là tại sao Joseph lại rất khôn ngoan, chứ không chỉ đơn thuần là tích chữ. Anh chị em, Joseph có một cái khả năng, tức là có một cái ân tứ, và chúng ta hay nói đến ân tứ đúng không? Chúng ta là người ân tứ mà. Ân tứ là gì? Giải mộng, biết được trước tương lai. Nhưng mà câu chuyện biết trước tương lai rồi làm gì với tương lai mới là câu chuyện khó phải giải quyết. Và chính cái chỗ này là chỗ mà Pharaoh đã nói rằng ngươi là người có thần minh của Đức Giê-hô-va. Và đây chính là cái lời khẳng định từ một người ngoại nói rằng người này là người đầy dẫy thần minh của Đức Giê-hô-va, là Đức Thánh Linh, đầy dẫy Đức Thánh Linh. Như vậy một người mà có sự khôn ngoan thiên thượng từ nơi Chúa, người ngoại cũng có thể nhìn thấy. Và bây giờ tôi sẽ nói cho anh chị em biết cái phần ông ấy viết như sau. Nhờ giải thích giấc mơ của Pharaoh và đề xuất một giải pháp, Joseph được phong làm tể tướng triều đình, một vai trò giám sát việc sản xuất nông nghiệp và các điền trang của Pharaoh, và chịu trách nhiệm về các kho thóc của hoàng gia. Tất nhiên đây là quan điểm hợp lý để Joseph thực hiện kế hoạch mà ông đã đề nghị với Pharaoh, đó là tích trữ một phần vật thực từ những năm bội thu để chuẩn bị cho những năm đói kém. Thật đáng suy nghĩ về những gì cần thực hiện cho kế hoạch này. Việc thực hiện kế hoạch của Joseph đòi hỏi một chính quyền trung ương mạnh mẽ. Tôi cũng bật mí cho các bác chị em luôn, đấy là Abraham sang Ai Cập, và giai đoạn đó Ai Cập đã có vua và quan. Từ Abraham cho đến vị vua đầu tiên của Do Thái là khoảng 1.100 năm. Có nghĩa là từ chuyển từ trạng thái là quản lý từ bộ tộc sang quản lý giống như một chế độ vua và quân chủ thì mất 1.000 năm. Như vậy chúng ta thấy rằng Ai Cập là một nền văn minh mà có sự tiên tiến về mặt chính trị. Họ quản lý xã hội, tôi không bình luận đến vấn đề thuộc linh, tôi chỉ đang nói rằng về mặt chính trị thì Ai Cập đã đi trước Israel cả 1.000 năm. 1.000 năm thậm chí trước đó tôi không rõ. Chúng ta thấy rằng là như vậy, Joseph được Chúa cử sang du học ở một đất nước rất văn minh. Tôi đọc tiếp. Việc thực hiện kế hoạch Joseph đòi hỏi một chính quyền trung ương mạnh mẽ vì nhiều lý do. Thứ nhất, để có thể đánh thuế hiệu quả sản phẩm từ ruộng đất. Thứ hai, để tiến hành các dự án công trình công cộng cấp thiết nhằm chuẩn bị cho những năm đói kém, chủ yếu là xây dựng và bảo trì các cơ sở lưu trữ bổ sung phù hợp với lượng ngũ cốc cần được lưu trữ. Điều cần cân nhắc cuối cùng đấy là bảo vệ loại ngũ cốc đó, đặc biệt là trong những năm đói kém. Bảo vệ ở đây không chỉ là lưu trữ, xin hãy để ý. Câu chuyện cho chúng ta biết rằng nạn đói đã ảnh hưởng đến toàn bộ Ai Cập cũng như Canaan và các nước, các quốc gia xung quanh. Hãy xem xét rằng nếu những sự kiện này xảy ra trong thời kỳ chuyển tiếp thứ hai, khi Thượng và Hạ Ai Cập có các chính phủ riêng biệt, tôi cũng nói luôn Thượng và Hạ Ai Cập thì hơi khác với cách hiểu chúng ta là Ai Cập là một thể thống nhất, có một giai đoạn có Thượng và Hạ Ai Cập. Hạ Ai Cập nằm ở phía Bắc và là nằm ở vùng đồng bằng sông Nin, và Thượng Ai Cập nằm ở vùng núi và từ nơi nguồn của sông Nin bắt đầu. Và như vậy thì dòng sông Nin sẽ chảy từ Nam chí Bắc và đổ ra biển, chứ không phải là đổ theo cách mà Việt Nam mình suy nghĩ, đó là hướng Tây Bắc Đông Nam. Đó là vấn đề về địa lý thôi, chứ còn không liên quan gì lắm. Và chúng ta thấy rằng đây mới là điều quan trọng. Và Hạ Ai Cập là vùng đồng bằng sông Nin đã được chuẩn bị sẵn sàng. Khi đó Thượng Ai Cập đang đói khát sẽ tìm cách chiếm lấy số ngũ cốc được tích trữ, và chiến tranh có thể nổ ra sau đó. Tương tự như vậy, cuộc xâm lược từ Canaan và những nơi khác có thể xảy ra nhằm đảm bảo nguồn lương thực sẵn có. Nếu không có một chính quyền trung ương mạnh mẽ, Ai Cập sẽ không thể bảo vệ được kho ngũ cốc của mình. Chúng ta thấy Joseph cực kỳ khôn ngoan, bởi vì ông có sự chuẩn bị cho cả những điều này, cả củng cố về mặt quân sự và chính quyền trung ương.
Và tôi muốn nói đến một điểm rất hay nữa của Joseph. Tôi sẽ đọc đoạn Kinh Thánh này để anh chị em sẽ cùng xem. Sáng Thế Ký chương 47 từ câu 23. Joseph nói cùng dân chúng rằng, sau khi dân chúng rất là sung sướng, 7 năm được mùa, và chúng ta có lẽ cũng rất dễ rơi vào trạng thái này. Đấy là khi sướng thì nghĩ mình sẽ sướng mãi, và không bao giờ nghĩ đến cái ngày phải khổ. Và thế là mình có 10 đồng thì mình tiêu hẳn 11 đồng. Thôi tử tế hơn thì mình tiêu 10 đồng, mình tiêu 10 đồng, và mình không có tiền tiết kiệm. Nếu như mình bị mất việc là mình mất luôn. Và khi mà chúng ta sung sướng, chúng ta rất dễ bị ngủ mê, chị em ạ. Đây là một cái thực tế. Khi chúng ta giàu có, chúng ta nghĩ là chúng ta luôn luôn ở trên đỉnh vinh quang và nghĩ rằng mình lúc nào cũng kiếm được gần đấy tiền, cứ tiêu tiền thoải mái đi, vì mình vẫn kiếm được gần đấy tiền mà. Không ai biết được, chính sách chỉ cần thay đổi một chút thôi là công việc của anh chị em sẽ bị gặp biến cố ngay lập tức. Và con người cũng rất là hay, đấy là khi khổ thì nghĩ sẽ nghĩ rằng mình khổ mãi. Mãi, sao mà cái chữ mãi nó dài thế? Anh chị em có đồng ý với tôi là khi mà mình khổ, mình thấy nó khổ lâu thế không? Và Joseph thực ra khổ 13 năm mà tôi cảm giác như là chúng ta chỉ nhớ về cái ông này là cái ông chịu khổ thôi, còn chúng ta không nhớ đến 80 năm sung sướng. Ông ấy chịu khổ từ năm 17 tuổi cho đến 30 tuổi, và từ 30 tuổi cho đến 110 tuổi là ông ấy là thể tướng. Anh chị em ạ, thế đôi khi cái khổ nó lại là cái sự chuẩn bị cho cái sướng đấy chị em ạ. Và bây giờ người Ai Cập thì không phải như vậy. Họ đã đến cái giai đoạn phải bán tài sản của mình, bán hết trâu bò lợn gà rồi cả ruộng đất, rồi thậm chí bán thân. Và trong cái đoạn này thì có một cái deal rất hay của Joseph mà chúng ta cần nghiên cứu. Joseph nói cùng dân chúng rằng, này ta có mua của các ngươi ruộng đất của Pharaoh, hột giống cho các ngươi đặng gieo mạ trong ruộng đó. Đến mùa gặt phải nộp cho Pharaoh 1/5, còn 4/4 kia để cho các ngươi làm giống gieo mạ, dùng lương thực cho mình, cho người nhà cùng các con nhỏ của mình. Dân chúng nói rằng, Chúa đã cứu mạng chúng tôi, cầu xin cho chúng tôi được ơn trước mặt Chúa, thì tôi sẽ làm tôi mọi cho Pharaoh. Về việc đó Joseph bèn định một luật cho đến ngày nay, tức là cái ngày mà cái lời này được ghi lại. Hãy còn buộc đất Egypto phải nộp thế cho Pharaoh 1/5 hoa lợi của mình, chỉ đất ruộng của những người thầy cả chẳng thuộc về Pharaoh. Tức là Joseph có một cái deal. Bây giờ họ đã bán hết rồi, không còn gì nữa. Và bây giờ nếu mà dân chúng đến đường cùng, anh chị em, quân đội có thể bảo vệ được từ bên ngoài, nhưng nội chiến có thể xảy ra. Và đây là cái câu chuyện mà chúng ta cần phải học. Joseph không dồn ai đến đường cùng, anh chị em nhé. Trong cuộc đời của chúng ta sẽ có những lúc mà sẽ có nhiều người đến cầu cạnh chúng ta. Đừng bao giờ từ chối làm ơn với những người đường cùng. Và Joseph không dồn người ta đến đường cùng, mặc dù ông hoàn toàn có quyền. Ông có thể bảo là 5/10, có nghĩa là 1/2. Và tôi thấy rằng Joseph chừa lại cho họ một cửa để họ sống. Một điều rất hay, ở đây có cái anh Hải làm bất động sản đúng không? Joseph biến cái đất hoang, bởi vì rõ ràng đất thuộc về Pharaoh, bây giờ không cho mấy người đó canh tác, thì đất đó bỏ hoang. Joseph biến bất động sản bỏ hoang thành bất động sản sinh dòng tiền, anh chị em ạ, hay không? Mấy anh em bất động sản thì rất hay thích cái từ gọi là bất động sản dòng tiền. Và thế là 1/5 số hoa lợi từ cái đất đó sẽ nộp lại cho Pharaoh, và những người kia sẽ phải là người làm thuê cho Pharaoh, và Pharaoh được thu nhập thụ động. Đây là một cái sự khôn ngoan của Kinh Thánh, và tôi cũng muốn nói luôn này, nếu anh chị em mà đi vay ấy, mà 20% trở lên, loanh quanh cái số 20% thì anh chị em đang chính là cái vị thế của người giống như ở trong câu chuyện này, là phải đi vay với cái điều kiện rất là ngặt nghèo, ở trong một thế bất lợi, nên đừng bao giờ vay mà với số lãi suất khoảng 20%, rất nguy hiểm. Có luật hẳn hoi là sẽ không cho vay quá 20% đâu, luật của ngân hàng ấy. Nên là nếu kinh doanh mà 20% mà đi vay lãi suất 20% là anh chị em kinh doanh không còn hiệu quả, thậm chí là bị âm vốn chủ sở hữu. Và đây chính là sự khôn ngoan của Joseph. Thứ nhất là không dồn đến chân tường. Thứ hai, có một cái khu đất mà Joseph chừa lại, đó chính là đất của những thầy cả. Joseph rất khôn ngoan anh chị em, và tôi suy nghĩ. Bây giờ nếu giả sử như là bây giờ mình, ông ấy khó khăn như thế, mình dồn ông ấy được, mình sẽ cướp luôn cả đất của mấy ông này. Và đây là một cái rất nguy hiểm của những người mà đang trở nên giàu này. Trong quá trình chúng ta trở nên giàu, chúng ta rất dễ tạo ra kẻ thù. Anh chị em ạ, rõ ràng đây là một cái luật mà Pharaoh đã ban ra là sẽ không động đến đất điền sản của những cái ông này. Những ông này bây giờ cũng khó khăn mà Joseph đã chấp nhận là cung ứng cái vật thực theo luật của Pharaoh. Có nghĩa là Joseph luôn luôn có lằn ranh đỏ cho những điều mình sẽ làm. Ông sẽ không bao giờ vượt quá những cái điều mà ông được phép làm. Không, tôi thấy có nhiều người ấy chịu khổ rất giỏi, nhưng mà khi họ sướng họ lại không biết quản trị cái sướng của họ. Tôi nhắc lại nhé, có rất nhiều người khổ thì chịu rất giỏi, nhưng mà khi họ giàu họ lại không biết quản trị cái giàu của họ, và khiến họ gặp nhiều tai ương. Thật ra rất nhiều người lại bị rơi ở lúc đang đỉnh cao đấy, chứ không phải là lúc mà khó khăn lại bán Chúa cầu vinh đâu. Mà rất nhiều khi khi mà họ ở đỉnh cao thì họ sẽ vi phạm và xâm phạm vào rất nhiều các nguyên tắc gọi là lằn ranh đỏ trong đạo đức, lằn ranh đỏ trong vấn đề kinh doanh, và tạo ra rất nhiều kẻ thù. Vậy nên hãy cẩn trọng. Và Joseph trong cái vấn đề này thì Joseph đã có sự chuẩn bị, và chuẩn bị cho những cái lực lượng lao động
tạo ra sức lao động cho dân chúng để chuẩn bị cho những cái năm hết đói kém. Sau giai đoạn 7 năm này thì họ đã trở lại một giai đoạn bình thường. Và đó chính là sự khôn ngoan của Joseph. Tôi muốn nói lại, Joseph là người khôn ngoan, đi từ cái việc là nô lệ ở trong nhà Potiphar, sau đó trở thành người ở trong tù. Ông không hề trở thành một con người vô dụng. Trong hoàn cảnh của anh chị em, đừng để mình trở thành một con người chấp nhận để hoàn cảnh xác định mình là ai. Hãy là một người tấn tới kể cả khi phải đi tù. Xin lỗi phải nói câu này, sẽ không ai đi tù đâu, nhưng mà nếu mà có đi tù thì cũng hãy tấn tới. Và Joseph, tôi đọc cả Kinh Thánh không thấy có một lời nào trách móc Đức Giê-hô-va. Không có một lời lầm bầm nào, và đây là một dấu hiệu của những người có thể thành công này. Được lầm bầm. Những cái người mà thất bại là những người hay lầm bầm, mà những người lầm bầm là sẽ thất bại. Nó là hai cái cặp phạm trù đi với nhau anh chị em ạ. Lầm bầm và thất bại sẽ đi với nhau. Người kể cả trong hoàn cảnh đó thực sự là chúng ta rất là muốn kêu một câu sao khó chịu thế nhỉ Chúa nhỉ. Chúa ra khoảng có 5 phút có xử lý việc này thôi. Xong rồi Chúa lại vào lại. Nhưng đừng lầm bầm. Đừng có thỏa hiệp. Và bây giờ tôi sẽ nói đến phẩm cách cao quý của Joseph. Anh chị em nói đọc về Joseph, thứ nhất là Joseph không lầm bầm. Thứ hai là trong hoàn cảnh nô lệ, Joseph không trở thành người nô lệ trong tư tưởng của ông. Chưa bao giờ tôi thấy Joseph có một dấu hiệu của một người có tư tưởng nô lệ. Một người có tư tưởng nô lệ là một người là giống như là những cái thành phần mà thấp nhất, cư xử theo cách thấp nhất, giành giật theo cách thấp nhất, hèn kém nhất. Nhưng Joseph không có tư tưởng của người nô lệ. Và điều này cho chúng ta biết là bố của Joseph đã dạy Joseph rất khôn ngoan, rất đầy đủ. Nên các anh chị em ạ, dạy con cái từ khi còn nhỏ để nó có một cái tư tưởng cao quý là rất quan trọng. Đừng để cho con cái của mình nó trở thành những cái con người mà có tư tưởng nghèo đói. Đừng nuôi dạy con theo kiểu là ui nhà mình không có tiền đâu, con phải đi đâu con nhìn thấy người ta mời ăn là con phải ăn thật no vào, về nhà mình không có gì mà ăn đâu nên là ăn cái gì ăn thật nhiều vào. Đừng dạy con theo cái cách thức như vậy, thưa các anh chị em. Dạy như vậy là chúng ta đang nô lệ hóa tư tưởng của chính con mình và khiến cho nó sau này trở thành nô lệ, mặc dù nó không phải đi nô lệ nhé, nó không phải đi tù nhưng nó trở thành nô lệ. Còn Joseph trở thành người nô lệ, trở thành người tù nhưng không hề mang tư tưởng của người nô lệ, không hề mang tư tưởng người tù. Ông là người có phẩm cách cao quý. Và tiếp theo, đó là Joseph không thỏa hiệp đạo đức. Joseph luôn luôn có những lằn danh đỏ trong đời sống của mình. Và rõ ràng, tôi đọc Kinh Thánh, tôi cũng không thấy cái ông Potiphar này, ông bảo nhá, giao tất cả cho ngươi, trừ là vợ ta này không được động vào. Joseph bảo, chủ ơi chủ, lúc chủ giao tất cả cho tôi, chủ không có nói gì đến vợ của chủ. Joseph hiểu đây là một cái nguyên lý về mặt đạo đức là không bao giờ được xâm phạm. Mặc dù bất thành văn, bất lời nói, bất thành tiếng thì Joseph hiểu rằng đây là một cái điều không thể xâm phạm. Vì ngoài chủ ra thì ông còn kính sợ Đức Chúa Trời. Nên anh chị em ạ, sẽ có những điều người ta không cần phải nói với bạn đâu, nhưng bạn sẽ không được làm. Amen không ạ? Mục sư Nhượng chắc không phải đi dặn dò từng người một là thôi nhé, đừng làm này, đừng làm này nhá. Nhưng mục sư Nhượng sẽ kỳ vọng là chúng ta sẽ làm những điều đó. Vì đó là điều là đạo đức căn bản của một con người. Và đó chính là phẩm cách của Joseph, đó là không thỏa hiệp. Điểm tiếp theo, đó là tính tích cực của Joseph. Và ông là một người có đức tin. Anh chị em ạ, tôi cũng xin báo cho anh chị em, những anh chị em mà thấy rằng mình hay mơ thấy khải tượng thì tôi xin báo cho anh chị em là nếu mà anh chị em mà có một cái sự phán rất rõ ràng từ nơi Chúa thì cẩn thận anh chị em sẽ được du học 13 năm giống Joseph. Bởi vì tại sao? Joseph rất cần có một cái sự xác chứng rõ nét. Ông Cao Gustav nói rằng là có một cái người nói là tôi thấy, ông ấy bị mù mà ông lại nói tôi thấy là ông sẽ trở về từ Nga mà không bao giờ bất mạng. Và nếu như không có cái lời đảm bảo đó từ nơi Chúa, chắc ông Cao Gustav, ông hồi đi Liên Xô chắc ông cũng khiếp lắm anh chị em ạ. Và mục sư Nhượng cũng thế, tôi vẫn nghe câu chuyện mục sư Nhượng là ngay từ khi ở bên Nga đã thấy rằng Chúa nói rằng về sau con sẽ không làm kỹ sư tàu điện ngầm nữa mà con sẽ đi theo ngành mà theo cái sự kêu gọi của con mà ngày hôm nay con tiếp nhận. Và cô anh chị em ạ, chắc chắn phải có một cái sự sóng gió vô cùng lớn để cái người này không bao giờ từ bỏ sự kêu gọi. Dù là 10 năm, 20 năm, 30 năm, người này sẽ không bao giờ từ bỏ sự kêu gọi. Không bao giờ, thôi không làm mục sư trưởng nữa, từ trước ngày mai đi bán bất động sản. Không, chắc chắn là không. Bởi vì là Chúa biết người này là người trong chương trình của Chúa anh chị em ạ. Và tôi tin rằng anh chị em cũng sẽ có chương trình của Chúa. Nên anh chị em hãy thận trọng với việc mà nói rằng ôi Chúa phán với tôi cái này cái kia nhá. Hãy thận trọng. Vì chắc chắn nếu Chúa phán thật thì có rất nhiều điều sẽ chờ đợi anh chị em đấy. Và nhờ đó mà Joseph sống được qua 13 năm, bị phản bội, bị vu khống, bị hành hạ rất là nhiều. Mà ông không bao giờ mất sự hy vọng và có, luôn luôn có niềm tin rằng mọi chuyện sẽ xảy ra theo điều Chúa phán. Ông là biểu hiện của người có đức tin. Tôi nhắc lại, người có biểu hiện của đức tin đó là người không bao giờ sợ hoàn cảnh xảy ra trong một chốc một lát. Anh chị em ạ, chúng ta đang giai đoạn khó khăn, chúng ta bảo, ui mất việc nhiều lắm, các cửa hàng cho thuê nhiều lắm, chúng ta hay kêu kiểu như vậy. Và kêu thành thói quen. Ta không bao giờ nhìn thấy tương lai ở đâu nữa, không bao giờ còn nhìn thấy Chúa ở đâu nữa. Tôi đọc Kinh Thánh thì tôi lại thấy là
Kinh Thánh chỉ nói rằng là Chúa ban phước cho những việc mà Joseph làm. Nhưng mà tôi lại không thấy Kinh Thánh ghi chép lại là Chúa hiện ra cho Joseph trong những ông năm tháng ông đi tù. Thôi con ơi, con chịu khó đi tù thì ta nhỡ tay. Tự nhiên lại sai con vào cái nhà có cái con vợ nó hư đốn, con yên đi tù, xin lỗi ta bị nhầm. Táng ra vào nhà khác. Anh chị em, Chúa không nhầm. Chúa cũng không cần hiện ra vì cái người đó đã có lời của Chúa và có đức tin ở nơi Ngài. Và tiếp theo, Joseph có bị tổn thương không anh chị em? Nếu anh chị em là người bị bán, bị khổ như vậy có bị tổn thương không? Chắc chắn có. Và vì thế nên ông ấy đặt tên con đầu tiên của ông ấy là Đức Chúa Trời làm cho quên đi, Manasseh. Manasseh, Đức Chúa Trời làm cho quên đi. Nhưng có một cái điều rất hay, đấy là ngày xưa mình khổ, mình bị coi thường, bây giờ mình giàu rồi. Joseph giờ lập tể tướng rồi, giờ gặp mấy ông anh. Xin chào. Ngày xưa bán hay nhờ, bán được bao tiền đấy. Bây giờ đến lúc để trả thù. Nhưng anh chị em ạ, người Đức Chúa Trời sẽ không trả thù. Và tôi phát hiện ra một cái chi tiết này rất hay anh chị em ạ. Đấy là trong lời hứa, trong lời tiên tri của lời sống chúng ta, đấy là những người kẻ thù nghịch với các ngươi sẽ quay lại làm bạn với các ngươi. Vậy nên này, đừng trả thù, vì họ sẽ quay lại làm bạn đấy. Amen không ạ? Nên chúng ta là hội thánh không trả thù, amen không ạ? Chúng ta không nói xấu các hội thánh khác, chúng ta không có trả thù ai hết. Và Joseph là người lãnh đạo hướng đến tương lai. Vì sao? Tôi có đọc được một cái bình luận rất là hay. Chúng ta học được rằng Joseph là một nhà lãnh đạo giỏi, không lãng phí thời gian vào việc tìm cách trả thù cho những điều đã xảy ra mà họ đáng nhận. Một cái bình luận rất hay đúng không? Chú Bình Kinh Thánh có rất nhiều cái bình luận hay. Joseph không tốn thời gian vào việc trả thù. Anh chị em biết là trả thù nó tốn thời gian đấy. Âm mưu rồi khổ sở rồi nuôi cái sự thù hằn rất là đau khổ. Và Joseph đã không phạm vào điều này. Và ông Joseph đã có thể biến những điều xấu thành những điều có ích cho ông. Và nó có thể đóng vai trò là một lời nhắc nhở. Dù cho tình trạng của cô bác anh chị em ngày hôm nay đang đau khổ, tuyệt vọng đến đâu, thì hãy trông chờ đến một ngày mai tươi sáng nếu Chúa ở cùng anh chị em và nếu tin Chúa ở cùng với mình. Diễn giả, người giảng đạo David Paulson có cho rằng ngoài Chúa Giê-xu ra, tất nhiên Chúa Giê-xu không hề phạm tội, thì Joseph là một nhân vật trong Kinh Thánh ít khi tìm thấy điểm yếu trong Joseph. Tất nhiên ông vẫn có điểm yếu. Và kết luận của bài giảng, vợ tôi nói rằng phước cho anh giảng ngắn thì anh sẽ được người ta vỗ tay. Vỗ tay được không ạ? Kết luận rồi. Nếu ngày hôm nay bạn vẫn chưa có câu trả lời cho đau khổ mà mình phải chịu. Tôi biết ở đây có nhiều người đang phải chịu đau khổ. Chúng ta đang cười nhưng mà không có nghĩa là về nhà tí nữa buổi chiều chúng ta có thể cười được mãi. Nếu chưa có câu trả lời tại sao mình lại nghèo mãi như vậy, thiếu thốn, mất nhà, mất cửa, chịu lãi ngân hàng, thì điều chúng ta có thể làm đấy là giữ lòng trung tín với Chúa, giữ phẩm chất của chúng ta. Và đặc biệt trong những hoàn cảnh cái khó, ló cái khôn. Đừng để mình chỉ là cái người chịu đựng anh chị em ạ. Hãy là người mà vươn lên khỏi hoàn cảnh, khỏi nghịch cảnh của mình. Được chịu đựng. Tôi thấy có một số người giỏi chịu đựng thôi, còn không vươn lên. Tức là sau khi mà đỡ khổ thì gọi chỉ là đỡ khổ hơn thôi. Chứ còn không thực sự là giúp cho họ học được cái điều gì từ cơn đau khổ. Có rất nhiều người, tôi tin là như thế này. Nếu như bạn không học được những cái bài học trong cơn đau khổ, thì rất có thể sau này sẽ đau khổ hơn. Hoặc là sau này vẫn sống trong một cái tâm trạng của người đau khổ. Nên hãy luôn luôn cố gắng nỗ lực và tìm thấy niềm vui ở nơi Chúa, tìm thấy hy vọng ở trong lời hứa của Ngài. Và Chúa sẽ ban thưởng cho cô bác chị em dù ở đời này hay đời sau. Và câu Kinh Thánh kết luận của tôi cho điều này đó chính là trong thư Roma chương 8 câu 28. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Amen. Cảm ơn Chúa, xin mời cả hội thánh chúng ta cùng nhau đứng dậy, tôi muốn cầu nguyện cho điều này. Lạy Chúa, chúng con xin Ngài giúp chúng con. Trong cơn đau khổ của chúng con không nhìn thấy hy vọng. Chúng con lẩm bẩm. Chúng con kêu rêu. Chúng con trách móc đổ lỗi cho những người khác. Giờ này chúng con ăn năn vì những điều mà chúng con đã nói. Về thái độ của chúng con khi chúng con đang gặp hoạn nạn. Chúng con đã đổ lỗi cho người lãnh đạo. Giống như là dân Do Thái đổ lỗi cho Môi-se. Xin Chúa hãy tha tội cho chúng con khi chúng con đổ lỗi cho người khác. Chúa ơi, tất cả những cái sự lựa chọn, các quyết định là do chúng con tự đưa ra, không phải bởi người khác dụ dỗ, thì chúng con phải biết rằng kể cả nếu như người khác có dụ dỗ chúng con thì sự đau khổ này là do chúng con tự quyết định và chúng con đáng nhận lấy. Xin Chúa hãy giúp chúng con, đây là cơ hội để chúng con tỏ lòng khiêm nhường, vì chúng con biết rằng không thể khôn ngoan theo mắt của mình. Xin hãy giúp chúng con trở nên khôn ngoan, khiêm nhường, yêu người lân cận và không bao giờ nuôi sự thù hằn với bất kỳ ai. Anh chị em hãy tha thứ cho những người đã gây ra họa cho mình. Bởi vì thật ra chúng ta có giữ điều đó thì chúng ta cũng sẽ khổ thôi. Khổ của chúng ta đã đủ lắm rồi. Đừng mang thêm nỗi khổ của sự thù hằn. Đừng có nghĩ đến ngày báo thù.
Vì hãy để điều đó cho Chúa là đấng quan án công bình nhìn thấy tất cả mọi điều. Ngài sẽ báo trả những việc cần phải báo trả. Và hãy nhớ rằng tội lỗi có hậu quả của nó. Vậy nên những ai làm gì, ai làm sai, hãy tin rằng có quan án công bình là đấng nhìn thấy cả những chỗ mà người ta giấu kín, sẽ phạt tất cả những người đáng nhận phạt và sẽ ban thưởng cho những người đáng nhận ban thưởng. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện chúc phước cho cả hội thánh của Ngài. Chúa ơi, con cầu nguyện, Chúa ơi, để thần của Ngài ban sự khôn ngoan trên bầy chiên của Ngài, Chúa ơi, để chúng con sẽ khôn ngoan như rắn nhưng mà hiền lành như chim bồ câu. Chúa ơi, chúng con không phải là những con chiên mà ngờ ngạch, người ta thích nói thế nào, dẫn dắt đi đâu, làm gì chúng con cũng nghe theo. Nhưng Chúa ơi, quả thật chúng con sẽ có sự nhu mì khiêm nhường giống như đấng Christ, nhưng mà sự khôn ngoan như đấng Christ, Chúa ơi, sự khôn ngoan như của Joseph, Chúa ơi, sự khôn ngoan để chúng con biết cần phải làm gì trong đời sống của chúng con, trong các giai đoạn của chúng con. Chúa ơi, con cầu nguyện cho các bạn thanh niên, Chúa ơi, giờ này tôi cầu nguyện đặc biệt cho thanh niên. 13 năm vàng của Joseph đó chính là 13 năm chịu khổ, và 13 năm đó là 13 năm mà khiến cho Joseph sau này được vinh hiển. Hãy biết rằng những cái khó khăn mà các bạn đang phải trải qua nó chỉ là cái bước chuẩn bị cho tương lai của Chúa cho bạn mà thôi. Chúa ơi, con cầu nguyện, Chúa ơi, để những bạn thanh niên cũng sẽ không bỏ cuộc, Chúa ơi, sẽ không bỏ cuộc dù gia đình có thể khó khăn, không được học tập, không được điều kiện như những người khác. Thì Chúa ơi, xin Chúa Ngài cũng ban cho những cái năm tháng ở tuổi ghế nhà trường, Chúa ơi, cho đến khi họ đi làm, Chúa ơi, sẽ là những con người mà giống như phẩm chất của Joseph. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con tin vào sự chúc phước của Ngài cho những con người trung tín. Chúng con tin vào sự ban ân huệ, ân điển của Ngài cho chúng con là những con người kính sợ Ngài và làm theo điều dân Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa, chúng con trình dâng tất cả những gì chúng con được nghe, những điều gì đến từ nơi Chúa, xin hãy giữ lại trong lòng của người nghe. Những điều gì không đến từ nơi Chúa, xin hãy bỏ đi. Chúng con tạ ơn Chúa, chúng con cầu nguyện và dâng mọi vinh hiển quy thuộc ba ngôi Thiên Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư. Nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.